luôn xin kính chào quý khách. Đây là ngày tháng 6 2021 và chúng tôi vừa bàn giao lắp đặt cho gia đình khách hàng ở Hà Đông, Hà Nội, một đôi tranh cá chép Lý Ngư Vọng Nguyệt hàng siêu đỉnh cao, có kích thước 57 x 65 và dày 10 phân. Toàn bộ cá chép được dát vàng bột số 9, dát vàng tà bột số 9, đục chạm kênh bong. Cách đây ít hôm trước tôi bàn giao một bộ cho gia đình nhà chú Hùng ở Cửa Lò, Nghệ An. Và hôm nay tôi giao bộ đôi này cho gia đình nhà anh khách hàng ở quận Hà Đông, Hà Nội. Đây là siêu phẩm mang thương hiệu Đồ Gỗ Thành Luân. Và ngoài đôi tranh cá chép ra thì tôi còn bàn giao gia đình nhà anh một bức Vinh Quy Bái Tổ siêu đỉnh cao luôn. Vinh Quy Bái Tổ. Vâng, quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ đi xuống phía dưới để chúng ta cùng theo dõi về cái bức tranh Vinh Quy Bái Tổ của Đồ Gỗ Thành Luân và bàn giao. Chúng ta cùng theo qua một chút về đôi tranh cá chép đỉnh cao này, được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là phòng khách vẫn còn đang bề bộn là vì chúng tôi vừa lắp đặt xong. Toàn bộ đường nét chi tiết được dát vàng của số 9 và đục chạm kênh bong, đục chạm kênh bong, đục thủ công rất đẹp và đỉnh cao. Khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888 để được sở hữu các sản phẩm này. Đó là siêu phẩm mang thương hiệu Thành Luân. Mọi người hãy cùng theo chân Đồ Gỗ Thành Luân đi xuống phía dưới phòng khách để xem bức tranh Vinh Quy Bái Tổ chúng tôi đã bàn giao. Đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ, kích thước 2m7 và rộng 1m37, dày 12 phân. Đấy, siêu phẩm mang thương hiệu Thành Luân cũng đã được đưa vào lắp đặt ở những không gian vị trí và siêu phẩm đỉnh cao của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Quá đẹp, quá đỉnh cao. Khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888 để được sở hữu sản phẩm này. Siêu phẩm của Thành Luân thôi. Ở đây là cái siêu phẩm này tôi là không phải lúc nào cũng có được cái siêu phẩm này, bởi vì những người nghệ nhân của Thành Luân tôi chưa chắc là họ đã chế tác cái bức tranh như này nữa. Đấy, trước khi chúng tôi giới thiệu bức tranh này tôi cũng đã nói rất rõ bức tranh này là những người nghệ nhân chế tác, hay là trong vòng chúng tôi từ cái lúc chúng tôi đưa gỗ cho nghệ nhân để thành được cái bức tranh treo đến nhà khách này là hơn 2 năm rồi, đúng hơn 2 năm rồi mới hoàn thành được cái bức tranh này. Đấy, vì vậy là để mà khách hàng muốn đặt cái bức tranh như này nữa thì chúng tôi cũng không dám nhận. Đây là siêu phẩm mang thương hiệu Đồ Gỗ Thành Luân, tranh Vinh Quy Bái Tổ, dài 2m7 và rộng 1m37, dày 12 phân, hàng siêu đỉnh cao đẳng cấp. Quý khách kéo xuống phần mô tả của video clip này, chúng tôi để cái video clip khi quay ở tại cơ sở Thành Luân thì là tôi quay nó cũng rất chi tiết và chi tiết hơn như ở đây. Đây, người tôi xếp thành hàng ngang, đục xếp thành hàng ngang, nó quá đẹp. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Khi chơi bức tranh này thì có cái những người gia đình có tâm uống nước nhớ nguồn, ăn quả như kẻ trồng cây, trồng cây. Vâng, một lần nữa thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn gia đình nhà anh khách hàng đã tin tưởng đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân, và xin kính chúc đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quay trong những video clip tiếp theo.